Vâng anh em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em nhận biết làm sao mà cái ổ cái thùng thính nền của mình ủ nó chính xác. Đây này. Tôi hướng dẫn ủ là hôm mùng tôi úp lên là hôm mùng 9 tháng 9 năm 2017. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay như là 18. Hôm nay là 18 đây, hôm nay 18 này. 18 thì chính xác là được 9 ngày. 9 ngày đây này. Anh em xem để ý giúp tôi ở cái cuối video. Đây tôi mở rộng lên một chút. Đây ở cuối video này, đoạn cuối video. Đây đoạn cuối video này, anh em để ý này. Ở cái thùng tôi không có để đầy tràn này, tôi để cách nó khoảng tầm 2 đốt ngón tay này. Đó. Bây giờ tôi ra tôi mở chắc chắn là cái thùng này của tôi sẽ đầy, bởi vì nó sẽ nở ra, gạo với ngô nó sẽ nở ra khi mà anh em thấy nó bị đùn lên thì có nghĩa là anh em làm ok chính xác rồi. Nghĩa là anh em ủ đúng rồi. Đấy, anh em này. Đấy, anh em để đây này, đoạn cuối này để ý này. Để ý một chút đấy. Tôi làm không đầy. Bây giờ tôi ra tôi mở chắc chắn là cái thùng này sẽ đầy và chắc bây giờ 9 ngày chắc chắn là lên men rồi. Có thể là ít hoặc nhiều thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra anh em xem nhé. Đấy, khi mà anh em nhìn thấy nó đùn lên ấy thì có nghĩa là anh em đã ủ đúng rồi đấy, chính xác rồi. Đây này. Ở đây hũ mẻ của tôi này, tôi thay thế có hũ mẻ mới này, to tướng này. Hũ này thì có mà câu vét là nhà luôn. Đấy, làm mẻ rất chi là đơn giản này. Đây là cái thùng thừa. Cái chỗ này là tôi bốc ra bên này tôi ủ hôm đấy, anh em xem cuối clip thì cũng thấy chắc chắn là cũng lên men. Đấy, nó đang lên men lấm tấm này. Đây này. Đây khoai góc đây vẫn còn này, đây nó đang lên men lấm tấm rồi này. Đây cái này thì do là tôi ấn như thế này cho nên tôi bây giờ anh em không thể nhìn được nó đầy hay nó vơi, nhưng mà cái thùng này thì chắc chắn là anh em sẽ nhìn thấy luôn. Đấy cái thùng hôm trước ủ này, đây là tôi mở ra kiểm tra cùng anh em nhé. À, bây giờ tôi mở lên nó sẽ đầy hoặc là gần đầy, ít nhất là nó cũng phải, tôi nghĩ là nó phải sát đến mép đấy. Đấy anh em này, đầy luôn. Đây này, nó đang lên men trắng này. Đấy nhìn này, khá như là thơm rồi. Đây này, nó đến mép luôn này. Đấy anh em thấy không, có nghĩa là nó dôi lên khoảng tầm 7-8 phân gì đấy. Đấy này, nó đang lên men này, đang lên men lấm tấm rồi này. Đấy thấy chưa, một lớp men mỏng lấm tấm này. Đấy, mấy ngày nữa là chuẩn đi câu được rồi, 15 ngày. Tính thời điểm này thì 9 ngày rồi, 4 hôm nữa, 6, 6 hôm nữa là đi câu được đấy. Đây lúc ủ thì tôi đây, để có đến đây thôi, có đến đây thôi. Đây, nó dôi lên tầng này. Dôi lên quá một cái mép thành này. Đấy, nó sẽ tràn lên, nó sẽ trào lên này. Khi ngô với gạo bỗng rượu thì đến lúc mình vào thì nó sẽ nở ra. Cái lúc mình làm thì nó chưa nở. Đấy anh em, cho túi bóng đậy kín vào để cho nó không có giòi rồi các thứ linh tinh. Đấy, mấy hôm nữa là sẽ có cái đồ để đi câu, thế thôi. Tuần nữa, thế là đã có một đồ ổ thính ủ câu thoải mái. Ok, đấy anh em khi làm đúng thì nó sẽ như thế. Năm giờ là anh em có thể tự kiểm tra cái ổ của mình xem là nó anh em làm đã đúng hay chưa. Ok.